Hi, xin chào tất cả các bạn và hôm nay xin được chia sẻ hai thông tin mới nhất và rất là tích cực về p Network và xin lần lượt chia sẻ cho tất cả các anh chị bạn anh Thông tin đầu tiên là thông tin đã được hiển thị mới trong màn hình app chính trong 9 ngày hôm nay. Đó chính là thông tin công bố người chiến thắng cuộc thi Hackathon vào tháng 7 vừa qua và dự án thắng cuộc trong cuộc thi Hackathon vào tháng 7 và nhận được 10.000 p là stream vote StreamVault là một nền tảng phát video trực tuyến dựa trên đăng ký và là dự án mới nổi trong hệ sinh thái Pi. Mục tiêu cuối cùng của họ là tạo ra điều kiện thuận lợi cho việc phát trực tuyến video đồng thời cho phép người tiêu phong nhận Pi tự đăng ký và sử dụng Pi để xem nội dung yêu thích của họ. Nhấp vào phần thông báo để xem kỹ cái nội dung sau. vào đây để cùng xem thử ha. Chúng ta thấy là cái dự án thắng cục mang tên là Streamflow và cái dự án này theo mô tả là một nền tảng phát video trực tuyến hay còn gọi là live stream. Dựa trên lượt đăng ký và theo chia sẻ ở đây thì họ chia sẻ rằng đây là người chiến thắng thứ hai của hackathon hàng tháng và nhận được giải thưởng 10.000p. 10 Streamflow đã nổi lên như một sự bổ sung đầy hứa hẹn cho hệ sinh thái Pi. Về cốt lõi thì Streamflow là một nền tảng phát trực tuyến video dựa trên đăng ký vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu vậy thì hiện tại thì dự án này chỉ đang ở trong cái giai đoạn đầu tiên thôi à, chắc đó cũng là lý do mà chúng ta chưa nhìn thấy quá nhiều hình ảnh về dự án streamflow và điều làm cho dự án này khác biệt là tầm nhìn đó là trao quyền cho những người tiên phong phát trực tuyến video và nhận pi thông qua việc đăng ký nội dung của họ và cam kết thực hiện chức năng cốt lõi đó Khái niệm này đơn giản nhưng mạnh mẽ, những người tiên phong có thể dành pi để đăng ký và xem các video và người sáng tạo yêu thích của họ trên stream Cách tiếp cận này không chỉ thưởng cho những người sáng tạo nội dung mà còn cung cấp một cách mới để những người tiên phong sử dụng mã thông báo pi của họ. Vậy thì với tính năng này của streamfo thì mình nghĩ nó rất là phù hợp với những anh chị nào làm YouTube hoặc là livestream bán hàng, livestream chơi game hay là làm sáng tạo nội dung thì rất là phù hợp Thậm chí nó còn phù hợp đối với bản thân mình khi mình cũng có kênh YouTube riêng Nếu như sau này streamflow phát triển tốt thì mình cũng sẽ sử dụng cái nền tảng này để live stream cùng mọi người ha Tiếp theo này, đội ngũ biệt thực có tin tiếp tục chia sẻ cái lý do tại sao họ lại chọn vô Điểm nổi bật về vô là sự tập trung của họ vào một trường hợp sử dụng chính duy nhất Có nghĩa là họ chỉ tập trung vào việc live stream mà thôi Đây là nền tảng liên quan live stream thôi thay vì cố gắng trở thành mọi thứ cùng một lúc. Họ đã chọn một con đường cụ thể để cung cấp tiện ích thật sự cho những người tiên phong. Phát trực tuyến video chưa phải là một trường hợp sử dụng phổ biến trên nền tảng Pi và Streamvo hứa hẹn sẽ lấp đầy khoảng trống, sẽ mang lại lợi ích cho cả người sáng tạo và người tiêu dùng trên Pi. Cũng đúng là chúng ta thấy trong các ứng dụng bên trong hệ sinh thái Pi thì đúng là chưa có cái ứng dụng nào mà để mà cung cấp cái việc mà livestream cả và StreamVault chính là cái ứng dụng đầu tiên mà chúng ta được biết. Tiếp theo, người tạo ra StreamVault đã xây dựng trên Pi vì khả năng tạo ra các ứng dụng trong một hệ sinh thái an toàn và tập trung vào người dùng là một yếu tố thay đổi cuộc chơi. Sự nhấn mạnh của Pi về quyền riêng tư và sự công bằng và trao quyền của người dùng hoàn toàn phù hợp với mục tiêu của ứng dụng của tôi. Chúng tôi tin vào tiềm năng của StreamVault và chúng tôi hỗ trợ và khuyến khích họ tiếp tục làm việc. Khi họ bổ sung thêm nhiều chức năng và tinh chỉnh ứng dụng của mình, chúng tôi rất vui mừng khi thấy họ phát triển như thế nào và những gì họ sẽ mang lại cho Pioneer. Hãy theo dõi danh sách của StreamVault trên giao diện người dùng hệ sinh thái trong trình duyệt Pi trong tương lai. Ok, đó là tin tức mới nhất của PicoTeam chia sẻ về dự án thắng cục thì mình cũng rất là mong chờ về dự án Streamflow này bởi vì đối với các cái dự án bên trong ứng dụng hệ sinh thái hiện tại mà chúng ta được biết thì mình thấy Streamflow là một trong những cái dự án rất là khác. Nó không phải là một cái dự án liên quan đến bán hàng, cũng không phải là liên quan cung cấp những dịch vụ liên quan đến công việc như nhiều ứng dụng bên trong hệ sinh thái của Pine Network hiện tại mà người ta đang làm và phát triển. Mà Streamflow là cung cấp một cái rất là khác, đó chính là nền tảng để mà livestream nếu như mà nói streamvall nó làm mình liên tưởng đến cái ứng dụng gì thì mình thấy thì nó khá giống như là nimo là một nền tảng mạng xã hội livestream là dành riêng cho các nhà sáng tạo nội dung đó thì đây sẽ là một cái sự đa dạng hóa cho những cái ứng dụng bên trong hệ sinh thái pi cho nên là mình rất là thích cái ý tưởng về dự án cũng như là cũng rất là hy vọng là dự án cũng sẽ phát triển một cách tốt đẹp bởi vì biết đâu được sau này mình cũng sẽ livestream ở bên nền tảng đó để cùng chia sẻ về pin network với mọi người thì sao cái cốt lõi của nền tảng StreamVo đang phát triển thì mình nghĩ là ở cái việc mà những cái nhà sáng tạo nội dung phải có những cái nội dung thu hút người dùng và ứng dụng này sẽ sẽ kéo những cái nhà sáng tạo nội dung qua nền tảng của họ bởi vì những nhà sáng tạo nội dung mà chia sẻ những cái nội dung hay thu hút được nhiều người dùng đó, thì họ thậm chí còn có thể được thưởng pi nữa đó còn có thể được thưởng pi từ những người xem thì đây chính là cái động lực để mà các nhà sáng tạo nội dung người ta sử dụng StreamVo thì đó là mình vừa chia sẻ cho các bạn hình dung được về những gì mà dự án thắng cuộc trong cuộc thi Hackathon vào tháng 7 Streamball sẽ làm trong tương lai. Ok và đó là cái nội dung đầu tiên mà mình muốn chia sẻ đến cho người dùng. Rất là mong chờ vào dự án Streamball trong tương lai. Và đến với cái thông tin thứ hai ngày hôm nay là một thông tin mà mình nghĩ là sẽ gây sốc cho rất là nhiều người. Đó chính là thông tin một trong những influencer hay còn gọi là người nổi tiếng nhất trong cái lĩnh vực gọi là VKVKE hay còn gọi là đối vật giải trí chính là John Cena, một trong những người mà mình nghĩ ai xem VKVKA thì cũng sẽ biết hiện tại đang theo dõi trang Twitter của Network đó nói về độ nổi tiếng của John Cena thì không thể bàn cãi bởi vì trên cái Twitter của anh ấy thì đã có đến 14 triệu follow rồi nhưng cái quan trọng hơn là John Cena là một celeb một người rất là nổi tiếng không chỉ ở trong bộ môn đấu vật giải trí ở VKVKA mà thậm chí còn tham gia diễn xuất vào trong cả những cái bộ phim rất là lớn và đình đám như là Fast and Furious Đấy, chuỗi phim này em rất là nổi tiếng rồi và ngoài ra anh ấy còn là một rapper này người dẫn chương trình truyền hình tại Mỹ như là một những chương trình rất là nổi tiếng mà được đưa về Việt Nam thì nó được đổi tên thành là ai thông minh hơn học sinh lớp 5 đó thì John Cena cũng đang là người dẫn cái chương trình đó mà người dùng người ta đã phát hiện ra chính John Cena cũng hiện tại đang theo dõi P-Network đây thì mình sẽ cho các bạn xem mình sẽ vào Twitter của P Network ở đây. Sau đó vào phần người theo dõi. Hiện tại trong Twitter chính thức của P Network có đến 2.622.000 người đang theo dõi. Nhấp vào số lượng người theo dõi, bạn kéo qua phần người theo dõi mà bạn biết ở đây. Bạn xem số lượng người theo dõi bạn biết. Và tìm kiếm thì đây. Trong này có Zensena hiện tại đang theo dõi P Network. Và đây là tài khoản chính thức của Zensena. Mình sẽ nhấp vào cho các bạn xem. Đây, Johnsona tài khoản chính thức của anh ấy hiện tại có đến 14 triệu 167 000 theo dõi. Đó, một người rất là nổi tiếng. Với việc ngày càng nhiều những người nổi tiếng như thế này tham gia vào P Network thì tiềm năng của P là quá to lớn. Và mình nghĩ là thông tin này đáng để mà chúng ta chia sẻ ra cho nhiều người biết hơn. Và với việc mà Johnsona hiện tại đang follow kênh Twitter chính thức của P Network cho thấy là P đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ những người rất là nổi tiếng. Đây sẽ là những cái nguồn thông tin rất tích cực để chúng ta chứng minh cho những người không tin tưởng vào P biết được rằng đây, kể cả những cái người rất là nổi tiếng hiện tại họ cũng đang rất là quan tâm đến P Network. Ok, và đó là toàn bộ cái thông tin trong ngày hôm nay. Hãy lan tỏa những thông tin này đến cho nhiều người biết hơn. Và nếu như bạn cảm thấy video này hay và bổ ích thì đừng quên để lại một like và đăng ký kênh cho mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.